Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Thì hiện tại trên bàn ở đây, đây là một dòng máy in của hãng Honeywell có model đó là PM45. Thì đây là một dòng máy in công nghiệp với hiệu suất in cực cao và đây là một phiên bản mới nhất đối với những dòng máy in công nghiệp của hãng Honeywell. Thì ứng dụng của nó thì mình có thể là in những cái tem nhãn với số lượng lớn hoặc là ứng dụng trong sản xuất hoặc là trong vận chuyển logistics, thì mình có thể sử dụng cái dòng máy in công nghiệp này để mình có thể là in ra những cái loại tem nhãn để phục vụ cho công việc của mình. Thì bây giờ mọi người hãy cùng em khám phá về một số tính năng cơ bản cũng như là in thử của cái dòng máy này. Thì đây mọi người có thể thấy đây là chiếc máy in công nghiệp của Honeywell. Tại vì nó là mang tính chất là công nghiệp nên mọi người có thể thấy bên ngoài của nó khá là đồ sộ ha. Đi kèm với đó là bên ngoài là của nó này, hầu hết cái khung sườn của nó là được làm bằng kim loại. Đây, rất là chắc chắn là phù hợp trong môi trường công xưởng. Thì rất ít những cái sản phẩm mà những cái chi tiết mà làm bằng nhựa, chủ yếu là những cái chi tiết mà nó không quan trọng lắm thôi. Còn lại cái khung sườn này kia của đó là được làm bằng kim loại ha. Khá là chắc chắn. Bên hông thì mọi người có thể thấy là một lớp mica kiếm này. Mình có thể nhìn vào bên trong để mình xem thử cái giấy in hoặc là mực in của mình đang còn hay là hết ha. Đây, phía bên ngoài, đây là màn hình đấy, mọi người có thể thấy là màn hình LCD này. Màn hình đây là màn hình cảm ứng cho mọi người. Đây, màn hình cảm ứng để mình có thể là vào cấu hình những cái thông tin hoặc là mình cần cấu hình gì về máy hoặc là mình xem những cảnh báo ở trên đây. Màn hình cảm ứng ha. Khá là lớn ở trên này nha, tiện lợi cho người sử dụng ha. Đây em sẽ mở ra cho mọi người xem về cấu trúc bên trong của dòng máy này. Này, mọi người xem. Đây phía sau này đây là cái hộc. Cái khu vực này là để mình để giấy, thì mình có thể để được nguồn giấy là 100 đến 150 mét nha mọi người. Đây, đây là cái cần gạt giấy này để mình để giấy. Còn phía trước này thì mình có thể để đây là cái khu vực để mình có thể để mực. Thì đây là quần mực, đây là quần thu. Quần mực thì mình có thể là để được quần mực tầm 300 mét. Đó, đây. Còn phía trước này đây là cái khu vực đầu in của máy. Thì máy hiện tại máy nó đang có một số sự lựa chọn cho mình. Có 4 sự lựa chọn, một đó là 203, 2 là 300, 3 là 4 là 6 và 4 là 600 DPI. Đang có 4 sự lựa chọn về độ phân giải thì mình có thể là chọn độ phân giải nào cho nó phù hợp ha. 203, 300, 406 và 600 DPI. Đây nó còn có một số option riêng đó là về gắn thêm dao cắt, thì cái này là mình muốn thì mình option riêng cho hãng nha mọi người. Chứ phiên bản tiêu chuẩn thì nó không có option thêm dao cắt hoặc là cái trục cuốn giấy bên trong. Mình có thể xem ha. Thì nó có thể là mục đích của cái trục này là lúc mà mình in xong nó sẽ tự động nó cuốn lại cái này thành cuốn ha. Thì đấy là một số option. Hiện tại cái máy của em đang cho mọi người xem đang là full option, vừa trong cắt mà vừa có thể cuốn bên trong. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì hai cái phần này không có nhé, mọi người chú ý ha. Nếu mình cần thì mình có thể option thêm á, cái này sẽ cuốn á, còn cái này in ra chừng nào nó sẽ cắt chừng đó. Đây, mọi người có thể xem chi tiết bên trong của máy ha. Cái độ rộng đầu in của nó thì cũng giống những cái loại máy in khác bình thường, thì đó là 4 inch tương đương với 104 mm. Thì đây là cái độ rộng của cái đầu in của dòng máy này. Còn cái máy này nó khác biệt và nó có một số điểm mạnh hơn so với một dòng máy khác, đó là về tốc độ in. Tốc độ in của nó rất là tốt. Nếu mà đối với dòng máy là 203 DPI thì nó có thể in được 350mm trên 1 giây. Tốc độ in rất là cao ha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn của dòng máy này. Thì trước tiên thì em in, em không sử dụng cắt, em đang in bình thường thôi ha. Còn cái bộ phận cho cắt này thì em cứ để giấy ha. Em in cho mọi người xem về cái khả năng và cái độ nét của cái dòng máy này khi mà mình sử dụng để in ấn ha. Đây thì em vừa in ra cho mọi người xem tính năng con, thì em để em chỉnh cái tốc độ in cao lên cho mọi người xem về cái khả năng in của cái dòng máy này, để mọi người có thể thấy cái khả năng của in nó in lên được tới đâu ha. Em chỉnh cao lên là 10 inch trên giây cho mọi người. Đây mọi người có thể xem không? Thì đây là chất lượng in của nó, thì mình có thể tăng cái độ đậm nó lên để cái bản in của mình được nét hơn đó. Mọi người thấy nó chạy ra khá là nhanh rồi, tại vì do độ phân giải của nó là 203, nên những cái nét chữ như thế này là nhìn cũng khá là ổn so với đối với dòng máy 203 với cái tốc độ in cao như vậy ha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng khi mà em gắn thêm cái dao cắt này, cái option thêm dao cắt để vừa in vừa cắt, cho mọi người xem về cái khả năng
Em cắt thuộc cái dòng máy ra TM45 của Honeywell này nha. Mọi người đã có thể xem mà. Đây, nó in con nào nó sẽ cắt con đó ra. Đây, thì cái này thì mình có thể là một là mình sử dụng cái giấy để cá này thì nó sẽ in cắt từng con như thế này. Đối với sử dụng mình sử dụng cái continue hoặc là những cái nhận phải hay gì đó, nó sẽ cắt ra từng con này xong rồi. Đây mọi người xem ha. Thì cái chất lượng in cũng như là cái khả năng cắt của nó. Đây em sẽ in tiếp. Thì vừa rồi em đã giới thiệu một số tính năng cũng như là thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn và một số cấu hình cơ bản của cái dòng máy TM45 của Honeywell này. Thì mọi người có thể xem về cái khả năng nó có thể là in từng con ra, hoặc là khi mà mình kết hợp với dòng cắt cái option thêm dòng cắt này thì nó cắt như thế nào, và cái tốc độ in của nó như mọi người có thể thấy, em thấy tốc độ in là 10 in trên giây, mà nó cái khả năng in cũng như là cái độ nét của cái dòng chữ trên này của đối với cái dòng máy là TM45. Đây là một dòng máy in công nghiệp mới nhất của hãng Honeywell, thì mọi người có thể xem ha. Thì nếu như mọi người cần tư vấn thêm hoặc là biết thêm chi tiết về dòng máy này thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Ma Vật qua số hotline 1900 3438, hoặc là truy cập vào website thegioimavat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.